Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Việt Vlog. Kính thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện của một người đàn ông mới từ Mỹ trở về và đi theo đoàn của thầy Thích Minh Tuệ cách đây khoảng 3 ngày thôi, đã phải nhập viện và sau đó đã tử vong tại bệnh viện Trung ương Huế. Vào buổi tối ngày hôm qua thì về phía bệnh viện đã làm thủ tục bàn giao cho gia đình trở về Thành phố Hồ Chí Minh để làm những cái thủ tục mai táng cả nhà. Thì không ngoài dự đoán, cái sự việc này là một trong những cái cơ hội để cho những cái thành phần, những kẻ mà không thích thầy Minh Tuệ đó cả nhà, họ gọi là xuyên tạc, xúc phạm, thậm chí là yêu cầu phải gọi là chấm dứt ngay cái sự việc gọi là đi bộ hành như thế này, bởi vì nó nguy hiểm đến gọi là mạng người, và tránh những cái hành động gọi là lôi kéo đi theo, vân vân. Thì mình thấy rằng cực kỳ vô lý ở cái chỗ đó, chính là thầy Minh Tuệ không có kêu gọi, không có xúi dục, không có cổ vũ ai đi theo mình cả, mà thầy gọi là thậm chí còn khuyên người ta trở về nhà đi nữa. Thậm chí là thầy nhắc nhở các đồng tu đi theo mình đó là nếu mà đi không nổi đó thì mang dép vào đi, đừng có đi chân trần, rồi thậm chí là đi không nổi thì nghỉ mệt, ngưng lại, đừng có cố quá để ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất rõ ràng như vậy, thầy chỉ đi một mình thôi. Những người này đó họ gọi là họ tự nguyện có đi theo. Và cái câu chuyện mà cái sự ra đi, một cái mất mát đối với cái nhân vật đi theo thầy Minh Tuệ đó của chú anh chị, thì nó gọi là như thế nào, nguyên nhân nó vì sao, thì cũng đã được báo chí người ta đăng tải rất là rầm rộ rồi. Chỉ có những cái con người mà gọi là cố tình, họ cố tình gọi là họ lợi dụng câu chuyện này đó để mà xuyên tạc, xúc phạm thầy mà thôi, nha cả nhà. Thì cái nội dung mà liên quan đến gọi là một người đi theo thầy Thích Minh Tuệ đã tử vong, thì nguyên nhân chính cái sự tử vong này là do đâu, thì đã được một số các cơ quan báo chí đăng tải nha. Một người đàn ông 47 tuổi bộ hành cùng sư Thích Minh Tuệ đã ngất xỉu trên đường đi qua tại địa bàn Quảng Trị, sau đó đã tử vong khi chuyển vào bệnh viện Thừa Thiên Huế. Tối 30 tháng 5 đó, thì trao đổi với phóng viên, bác sĩ Hoàng Ngọc Quỳnh, phó trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, theo nguyện vọng của nhân thân, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân ông Lương Thanh Sơn 47 tuổi lên tuyến trên. Ông Sơn là người bộ hành theo sư Thích Minh Tuệ. Nguồn tin từ bệnh viện Trung ương Huế, nơi bệnh nhân Sơn chuyển viện từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, khi ông Sơn chuyển vào, bệnh viện tiếp nhận làm các xét nghiệm, hội chứng liên quan để mà đưa ra phác đồ trị liệu. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, bệnh nhân Sơn đã tử vong. Trước đó, chưa cùng ngày, ông Sơn được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch và được chuyển lên khoa hồi sức tích cực và chống độc. Theo bác sĩ Quỳnh, hai người phụ nữ đưa ông Sơn vào bệnh viện rồi rời đi vì không phải là thân nhân. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của ông Sơn rất xấu, tím tái, hôn mê sâu, mạch quay không bắt được, huyết áp không bắt được. Dù ông Sơn không có thân nhân, không có bảo hiểm, không ai nộp viện phí, nhưng bệnh viện đã hỗ trợ tối đa, lập tức cấp cứu. Một lúc sau, mạch ông Sơn đập trở lại và được cho thở máy. Cũng theo bác sĩ Quỳnh, ông Sơn mới trở về từ Mỹ được 4 ngày, đã đi theo sư Thích Minh Tuệ được 3 ngày. Vợ con ông Sơn hiện đang ở Mỹ. Một số người thân của ông Sơn đã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào khoảng 15 giờ cùng ngày. Bác sĩ Quỳnh cho biết, ông Sơn đã bị sốc nhiệt do trời nắng nóng dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục, nguy cơ tử vong cao. Ban đầu, người nhà có nguyện vọng đưa bệnh nhân Sơn vào bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhận định không thể đưa ông Sơn di chuyển quãng đường xa như vậy. Vì vậy, người nhà muốn đưa bệnh nhân Sơn vào một bệnh viện ở Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, thì cái nguyên nhân cũng đã được gọi là bác sĩ Quỳnh chia sẻ về cái tình trạng của gọi là ông Sơn, là người đã đi theo thầy Thích Minh Tuệ, là một Việt kiều Mỹ mới từ Mỹ trở về cách đây chỉ gọi là vài ngày thôi, đi theo đoàn của thầy, quê quán thì ở Thành phố Hồ Chí Minh, và hiện tại thì người nhà đã gọi là đưa thi thể trở về Thành phố Hồ Chí Minh để mà thực hiện những cái thủ tục mai táng nha cả nhà. Thì em cũng sẽ cố gắng để mà tìm ra cái địa chỉ đó để mà đến để mà chia sẻ cho cô chú anh chị những cái thông tin chính xác nhất. Vì có thể thấy là một cái điều nói chung là vô cùng đáng buồn, nhưng cái sự việc này
lại là một trong những cái sự việc mà khiến cho thầy Thích Minh Tuệ đó bị một số những cái thành phần họ tấn công, công kích và cho rằng là ít nhiều gì là thầy Thích Minh Tuệ cũng có liên quan đến cái vấn đề của ông này. Khi ông này đã đi theo đoàn như vậy, nhưng mà mình thấy rằng đây là một trong những cái sự gọi là quy chụp, chụp mũ nó cực kỳ vô lý nha cô chú anh chị. Bởi vì rõ ràng thầy không có kêu gọi ai đi theo, thậm chí thầy khuyên người ta đi về. Mọi người yêu mến thầy thì tự đi theo thầy, nhưng mà cái vấn đề sức khỏe đó là phải tự đảm bảo đó, chứ thầy đâu có gọi là kêu gọi hay là bảo đảm một cái điều gì đó cho bất cứ ai đâu cô chú anh chị. Nguyên nhân mà ông Sơn bị tử vong đó là do bị sốc nhiệt, và thậm chí đó chính là do tai biến mạch máu não, và bản thân đó là do nóng quá thôi cả nhà. Có nghĩa là ông này đã quen cái nơi gọi là ăn uống hoặc là nghỉ ngơi nó kiểu như là thoải mái rồi, bởi vì ít nhiều gì cũng gọi là một Việt kiều mà, như từ Mỹ trở về mà cái thời tiết nó hoàn toàn khác biệt và đặc biệt ngay cái thời điểm này thì thời tiết ở ngoài Quảng Trị đó rất là nóng nữa, cho nên là nó bị sốc nhiệt. Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, sốc nhiệt là tình trạng gây ra bởi cơ thể của bạn quá nóng nè, thường do tiếp xúc kéo dài hoặc gắn ở sức ở nhiệt độ cao. Nguyên nhân mà dẫn đến cái sốc nhiệt này á là cái câu chuyện là tiếp xúc với cái thời tiết quá nóng và thậm chí là mình cố gắng trong một khoảng thời gian dài. Đây là hình thái tổn thương do nhiệt nghiêm trọng nhất. Sốc nhiệt có thể xảy ra nếu nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên đến 40 độ C hoặc là cao hơn. Sốc nhiệt cần được điều trị cấp cứu kịp thời, nếu không có thể nhanh chóng gây tổn thương não, tim, thận và cơ, làm tăng nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng và thậm chí là tử vong. Rõ ràng luôn cả nhà. Vị tên Sơn này đó đã bị sốc nhiệt mà nó dẫn đến rồi vấn đề đột quỵ, đó chính là mạch máu não nha. Những yếu tố dẫn đến sốc nhiệt các cơ thể gồm tiếp xúc với môi trường nóng, do nạn nhân ở trong môi trường nóng khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng. Loại sốc nhiệt này thường xảy ra sau khi tiếp xúc với thời tiết nóng và ấm, đặc biệt là trong khoảng thời gian dài, ví dụ như là 2-3 ngày. Thường gặp nhất ở người cao tuổi và ở những người có bệnh lý mạng tính. Thì mình không biết rằng ông Sơn này thì ông có những cái vấn đề liên quan đến gọi là bệnh lý hay không. Nhưng mà rõ ràng cao tuổi là có rồi, 40 mấy 50 tuổi rồi nha cả nhà. Không biết rằng là ông này thì có những cái bệnh tật gì trước đó hay không nữa. Hoạt động gắng sức, sốc nhiệt do gắng sức bởi ga gây ra nhiệt độ cơ thể hoạt động thể lực với cường độ cao trong thời tiết nóng. Bất cứ ai luyện tập hoặc làm việc trong thời tiết nóng đều có thể bị sốc nhiệt do gắng sức, nhưng thường gặp nhất là những người không thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao. Rõ ràng chúng ta thấy rằng là họ không thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao mà lại gọi là cố gắng gắng sức đó cả nhà. Cho nên là bị cái vấn đề này. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà phải cần được gọi là mọi người chú ý ngay lập tức để mà phòng chống đó nha. Ngoài ra đối với cả hai loại sốc nhiệt trên đều có thể xuất hiện do mặc quá nhiều quần áo, khiến cho mồ hôi khó bay hơi để làm mát cơ thể. Uống bia rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa thân nhiệt. Mất nước do uống không đủ nước để bổ sung dịch cơ thể mất qua mồ hôi. Ngoài ra sốc nhiệt có thể gặp ở người uống rượu do có thể ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, hoặc đặc biệt khi uống rượu và lại đi ra ngoài trời nắng nóng. Một số yếu tố thuận lợi xảy ra sốc nhiệt và là nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời tăng cao, hoặc hay gặp ở người mắc bệnh tim, tăng huyết áp hoặc rối loạn đa da, hoặc do mắc bệnh ung thư. Biểu hiện của sốc nhiệt. Theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Khắc Hậu, sốc nhiệt thường biểu hiện ban đầu bằng các rối loạn nhẹ liên quan đến nhiệt như là chuột rút, cắt nước hoặc là chóng mặt. Nhưng sốc nhiệt cũng có thể xảy ra ngay cả khi không có dấu hiệu tổn thương do nhiệt báo trước. Khi nặng hơn, người bị sốc nhiệt thường lú lẫn, lo lắng, nói lắp, cáu kỉnh, mê sảng, co giật. Và nếu nặng thì có thể hôn mê, nếu cấp cứu không kịp thời có thể dẫn đến đột tử. Một số triệu chứng kèm theo khi bị sốc nhiệt là đau nửa đầu, khó thở, buồn nôn hoặc nôn, nóng, bừng mặt. Những triệu chứng sốc nhiệt nguy hiểm có thể xuất hiện như sốt cao, ngất xỉu, kiệt sức vì nóng. Nặng sẽ dẫn đến các rối loạn hệ thần kinh như mê sảng, rối loạn hô hấp như thở nhanh, rối loạn tim mạch. Nhiệt độ cơ thể nạn nhân lớn hơn hoặc 400 độ C là dấu hiệu chính của sự sốc nhiệt.
Vậy thì làm thế nào để chúng ta thấy rằng là những cái biểu hiện đó rồi để phòng chống sốc nhiệt liên quan đến cái câu chuyện mà những người mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ đó cả nhà. Mình thấy rằng là cho đến cái thời điểm này đó đã có rất nhiều rồi, rất nhiều những người đi theo, nhưng mà chúng ta thấy rằng cũng có những người người ta đi về tại vì cảm bản thân người ta đó đã không cảm thấy rằng là sức khỏe của mình còn tốt nữa. Bởi vì đâu có phải là đi như vậy là dễ đâu cô chú anh chị. Chỉ có thầy Thích Minh Tuệ, ông ấy đã đi 6 năm qua mà không bị một cái vấn đề gì cả, ông ấy đã quen rồi. Còn những người mới đi theo đâu có quen được, cho nên mình phải tự cảm nhận được cái sức khỏe của mình để mình dừng lại một cách đúng lúc, trở về với gia đình. Thì mình thấy rằng cũng có rất là nhiều những người đi theo sau đó thì cũng đã gọi là bỏ về, tại vì họ cảm thấy cái sức khỏe của họ không có đảm bảo nữa. Nếu mà đi tiếp tục đi thì nó sẽ gọi là bị kiệt sức. Nhưng mà có lẽ rằng ông Sơn này thì ông ấy quá cố gắng cả nhà, quá cố gắng, cho nên đã không may mắn dẫn ra những vấn đề này. Nhiều người nói rằng là ít nhiều về thầy Minh Tuệ đó thì cũng sẽ gọi là bị liên quan đến câu chuyện này, nhưng mà bản thân mình thấy rất là rõ ràng. Cái câu chuyện thầy tu tập thầy cũng đã nói rất là rõ về cái vấn đề thầy không có kêu gọi ai hết, thậm chí thầy còn kêu người ta đi về nữa. Chứ đâu có cái câu chuyện mà thầy sẽ bị ảnh hưởng gì liên quan. Mình tin rằng về phía cơ quan chức năng người ta sẽ xem xét rất là nhiều những yếu tố về câu chuyện này để mà gọi là minh oan cho thầy Minh Tuệ. Nhưng mà mình nghĩ rằng ít nhiều gì đó thì cái câu chuyện này nó cũng sẽ gọi là được gọi là bùng nổ, và thậm chí là nó bị được chia sẻ, và thầy cũng sẽ gọi là bị về cái vấn đề liên quan đến tâm lý nữa cả nhà. Theo cô chú anh chị thì thầy có phải vướng mắc cái này hay không? Bởi vì nếu như thầy hay tin một người mà đã đi theo mình mà bị như vậy đó thì cả nhà theo cô chú anh chị nha, thầy sẽ có những cái cảm nghĩ gì? Mình ở đây mình chỉ nói cảm nghĩ thôi, chứ mình không có nói về cái vấn đề liên quan đến pháp lý, bởi lẽ thầy không có liên quan đến câu chuyện này. Người ta cũng nói rất là rõ nguyên nhân do cái ông này ổng ra đi đó là do bản thân cố gắng quá sức, không có ai gọi là ép ông ấy tự nguyện nha cô chú anh chị. Ông ấy tự nguyện, không có ai ép buộc, cố gắng quá sức và không quen với những cái nóng, cho nên đã ra đi thôi. Thì Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng để mà tìm địa chỉ của người nhà đó cả nhà, để liên hệ để mà chia sẻ những cái thông tin chính xác để mà gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Bởi vì có lẽ là ngày hôm nay thì thầy Thích Minh Tuệ đó cô chú anh chị sẽ nhận được cái thông tin này, và chúng ta cũng sẽ cùng chờ cái cảm xúc của thầy sẽ ra sao. Cũng như là ngày hôm nay thì từ phía người nhà của ông Sơn có lẽ cũng sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh rồi cả nhà. Thì em cũng sẽ cố gắng cập nhật để mà chia sẻ tin tức gửi đến cho quý vị chúng ta theo dõi. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. Còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau, do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, còn hay gọi người ta còn gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì, là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà, một bịch nửa ký nửa ký là 800.000, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Nguyên qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.